Vào tháng 4 năm 1975, với tinh thần một ngày bằng 20 năm, những đoàn quân Việt Nam chỉ mất một thời gian ngắn, khoảng 10 đến 20 ngày để đi hết con đường Trường Sơn huyền thoại và làm nên kỳ tích trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 4 năm 1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn bắt đầu được chuẩn bị theo tư tưởng chỉ đạo, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Với Trung đoàn Phó Phạm Xuân Thệ, một trong những chiến binh của binh đoàn Thọc Sâu, đó là những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời ông. Chàng thanh niên Phạm Xuân Thệ ngày ấy. Binh đoàn Thọc Sâu của chúng tôi là tổng số xe là trên 400 xe. Và có hai trung đoàn bộ binh, trung đoàn 66 là trung đoàn đi đầu cùng với lực lượng xe tăng. Trung đoàn 18, sư đoàn 325 là trung đoàn đi phía sau nằm lực lượng dự bị và sẵn sàng đánh khi mà cái lực lượng đi đầu chúng tôi gặp khó khăn. Chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng nổ súng mở màn chiến dịch giải phóng Sài Gòn với tên gọi chiến dịch Hồ Chí Minh. Ta tiến công trên tất cả các hướng, tạo thành thế hợp vây ngay từ đầu, khiến địch chỉ còn cách chấp nhận tác chiến hoặc đầu hàng. Trong đột phá chiến dịch, ta vừa đánh địch vào ngoài, vừa thọc thẳng vào đầu não của địch, sử dụng bộ đội tăng thiết giáp tập trung đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu với tính chất là cụm cơ động, phát huy được sức mạnh đột kích, nhanh và tăng cường khả năng tác chiến trong hành tiến. Không đánh bóc vỏ mà chúng ta đánh theo đội hình hiệp đồng quân binh chủng, theo 5 mũi tiến công chính, đánh thẳng vào mục tiêu chính, bỏ qua các mục tiêu vòng ngoài, nhanh chóng đánh chiếm nội thành Sài Gòn. Đến đúng 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, đội hình đi đầu binh đoàn Thọc Sâu đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, khống chế nội các chính quyền Sài Gòn cũ, chính thức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh nhân dân và chiến tranh tổng lực, hoàn thành mục tiêu đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ ông Võ Văn Kiệt là Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định. Thì ông thành lập các cái đội gọi là tuyên truyền xung phong, gồm những người thanh niên, những người sinh viên. Ông tổ chức hàng trăm cái ô tô có loa phóng thanh hẳn hoi, rồi may hàng triệu lá cờ tuyên truyền trong dân, để cho dân người ta yên tâm, người ta phấn khởi, và quan trọng hơn là người ta dẫn đường cho bộ đội. Ngay cái quân đoàn 2 vào được Dinh Độc Lập sớm cũng là chính là cũng có người dân họ tình nguyện, họ dẫn đường mình cho mình vào. Chiến dịch Hồ Chí Minh mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Một thắng lợi giành được nhờ máu, nước mắt của hàng triệu triệu con người Việt Nam để mùa xuân năm 1975 trở thành mùa xuân đẹp nhất trong lịch sử dân tộc. Hôm nay bác vui với hội toàn dân thành đồng.